Xin kính chào quý nhà đầu tư. Tôi là Đặng Trần Phục đến từ bộ phận quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Là một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, đa phần chúng ta đều muốn tìm đáp án cho câu hỏi chiến lược đầu tư nào mang lại hiệu quả nhất. Để làm được điều đó, theo chúng tôi cần nghiên cứu và rút ra các cái bài học từ những cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cổ phiếu như vậy. Thứ nhất là cổ phiếu Microsoft. Thì đây là một trong những cái cổ phiếu mang lại lợi suất cao nhất không những thị trường chứng khoán Mỹ mà trên thị trường chứng khoán toàn thế giới. Thì cổ phiếu này chỉ trong 10 năm qua đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư lên đến hơn 1.000%. Hay là cổ phiếu Amazon. Thì đây là một cổ phiếu trong vòng 30 năm qua đã mang lại lợi suất cho nhà đầu tư hơn 1.000 lần, tức là khoảng độ 1.000.000% đấy ạ. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái cổ phiếu hiệu quả, tuy không cao như vậy nhưng cũng rất đáng kể. Ví dụ như cổ phiếu VicoStone, thì từ năm 2014 đến năm 2018, cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư lên đến 40 lần, tức là khoảng 4.000%. Hay là cái cổ phiếu FPT, thì cổ phiếu này cũng mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận rất cao, với cái lợi suất vượt trội so với VN Index. Chỉ trong vòng 8 năm qua mà lợi suất của cái cổ phiếu này gấp 3 lần so với chỉ số VN Index. Tất cả những cái cổ phiếu trên, chúng tôi đều nhận thấy rằng có đặc điểm chung, chính là cổ phiếu tăng trưởng. Vì thế, hôm nay bộ phận quản lý tài sản sẽ giới thiệu đến quý vị chiến lược đầu tư tăng trưởng để có thể mang lại cái hiệu quả cao nhất cho cái quá trình đầu tư của mình sau này. Thì nội dung chính hôm nay chúng tôi đưa ra gồm có 3 phần như sau. Phần thứ nhất là kết quả đầu tư theo chiến lược tăng trưởng như thế nào. Phần thứ hai là triết lý và tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đầu tư tăng trưởng tại VN Direct ra sao. Và cuối cùng, làm thế nào để quý vị có được cái danh mục đầu tư tăng trưởng hiệu quả cao nhất. Vào phần đầu tiên, đó là kết quả đầu tư theo chiến lược tăng trưởng. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở trên, đây là cái mô phỏng danh mục đầu tư tăng trưởng trong 5 năm từ 31 tháng 12 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2019. Thì lợi nhuận đầu tư vào cái danh mục đầu tư tăng trưởng này đạt 190%. Trong khi đó, lợi nhuận của VN Index đạt có hơn 50%. Chúng ta có thể thấy lợi suất cao gấp khoảng 3,5 lần so với VN Index. Vậy thì chiến lược đầu tư tăng trưởng tại VN Direct ra sao? Vậy thì triết lý đầu tư tăng trưởng tại VN Direct như thế nào? Thì chúng tôi có 3 triết lý chính cho cái danh mục này. Thứ nhất, đó là tập trung vào những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao. Thứ hai là kỳ vọng lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu chủ yếu đến từ việc tăng giá cổ phiếu khi lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh. Thứ ba là rủi ro đối với danh mục này cao hơn so với danh mục cổ tức và danh mục giá trị khi cái chỉ số PE của chúng tôi có thể lựa chọn cao hơn so với hai danh mục kia. Và tiếp theo, giúp chúng ta xây dựng một cái danh mục có tiềm năng tăng giá cao hơn so với thị trường chứng khoán. Và các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư tăng trưởng của chúng tôi như thế nào? Bao gồm 6 tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất, cổ phiếu có vốn hóa lớn, đó là phải lớn hơn 5.000 tỷ. Thứ hai là các cổ phiếu có mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao. Thứ ba là lựa chọn ngành có tăng trưởng trong tương lai tốt. Và thứ tư là dựa trên cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận để chúng tôi ra quyết định lựa chọn cổ phiếu. Thứ năm, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp này phải mạnh để có thể duy trì được cái vị thế tăng trưởng trong tương lai, có thể 5 năm hoặc 10 năm. Và cuối cùng thứ 6, quản trị công ty phải tốt và đạt tiêu chuẩn 5 sao theo các cái tiêu chí của chúng tôi. Vậy thì làm thế nào để quý vị có được cái danh mục đầu tư tăng trưởng hiệu quả? Tại VN Direct, chúng tôi có cung cấp cái danh mục đầu tư theo chiến lược tăng trưởng đã được kiểm chứng là hiệu quả vượt trội so với, thứ nhất là cao hơn hẳn so với lãi gửi ngân hàng và cao hơn so với đầu tư vàng. Bên cạnh đó, nó còn cao hơn so với đầu tư ngoại tệ rất nhiều. Và cuối cùng, nó cao hơn hẳn so với trung bình lợi suất của thị trường chứng khoán Việt Nam, tức là cao hơn so với chỉ số VN Index rất nhiều ạ. Do đó là cái chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng này, chúng tôi cho rằng nó phù hợp với những nhà đầu tư theo triết lý đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao.
Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về chiến lược đầu tư cổ phiếu tăng trưởng, cũng như là giới thiệu cái danh mục đầu tư tăng trưởng tại VN Direct đến với quý vị và các bạn tham khảo. Thì quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái danh mục này, cũng như muốn sử dụng cái danh mục miễn phí này, thì quý vị hãy comment phía dưới clip này để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn tốt hơn. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn đầu tư hiệu quả.